see the pearl fish? That's beautiful. I have a 2-pound line. Yeah, I wish. One more, come on, get white and goldy. They're coming. They're coming. Where the fish? They're coming. They're coming. Right there. Good side. I took a picture too, okay? Okay, one moment. Hey, don't say nobody knows. Stand it down. Ooh, ha, ha, ooh. Again? Lost it. Oh, small. Where's the fish? Where's the beef? Let me see. Good side. Good side, man. Okay. You say good? Good side, good side. Good side? Good side fish? Wow. Yeah, two for same time? Two fishing rod for them. Two fish. Oh-ho. Oh-ho. Từ, 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 từ. Nó căng á thì mình ok chưa? Nó mà căng á thì mình ngưng, mà nó ngưng thì mình chạy tới vậy thôi, lấy con vô ok. It's the name of the game. Play. I feel. Yeah. Vân câu bằng cái motor Shimano chỉ có đường dây chỉ có 3 pound thôi, hơn cái motor trước 1 pound chỉ có 2 pound, của Hoàng câu 2 pound, Vân câu motor 3 pound. Dám rồi. Look and learn. Good size, good size, good size, good size. Cá ghẻ. One hand can do all. Oh, right here now. Where's the fish? I got the shark! Oh, good. They keep running. Kéo cá lớn ạ, cá lớn ạ, kéo. Để cho nó chạy đi. Đó, nó mệt tới nó theo mình nè. Cái nhất cần lên là nó theo. Nó chạy tới xa nó mệt, nó bắn vậy nè. Nó đau á. Phải bây giờ nó đau cái mỏm nó quay đầu vô. Nó lớn thì nó phải xịt khói nó mới. Nó lên bờ là nó ngồi mắc nước lên đầu hàng đó. Yeah. Cứ dành từ phải tham đó. Enjoy câu gì mới sướng. Giờ cá nhiều đâu ke nữa. Vẫn bụng rồi, đầy cu lơ rồi, đâu có lo nữa, em phải hưởng. Làm thiệt bây giờ làm chơi thôi. Ừ, chạy. Good. Hai mấy anh. Good, có phá nó đi. Phải nó đi, good phải. Kể nó, kể nó, kể nó, kể nó, let me see, good side. Good side. Yes. Yes. Nằm ơi. Xịt khói thôi. Đừng giật cái đó. À, cầm cái dây đó. Khai cắm cái mỏm đó. Nghe mắt. Đâu mà câu cá cái mắt chứ. Cá mù. Cá mù. Ồ, về tới đâu có ăn đâu dính mắt. Quá xài quá. Con này đá không? Đá không? Đáng tới rồi. Tuyệt bất cả. Mẹ con này chắc 22 ít. Ngày xưa nó có. Ồ, từ những câu cá mà còn câu chim nữa. Chim đa đa. Có con chim đa đa. Quá đậu cảnh đa. Chim đa đa để qua gỡ cho. Chim đa đa ăn bầu bậy là nó mổ mình hả? Sẽ sang 1, 2, 3. Bye bye chim đa đa. Bye bye là. Sau mình sắp. Dây 20 pound. Dạ.
dám đâu. À, mô tô nhỏ Hiếu. Và xài dây 20 bao. Để make sure là Vân muốn là không bị cá, không bị mất. Không chơi dây 20 bao, đưa ra được có khoảng 50 feet thôi. Con cá nhỏ nhất trong ngày á. Con cá nhỏ nhất trong ngày.